Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian tham khảo video clip cân điện tử Inox D28NS chốt số nó cân gà vịt anh chị ha. 320 chốt. Chốt 335 chốt. Hai đúng bon luôn. Vậy mới là đúng nè. Nhìn mấy con mệt quá giờ thôi là xem bắt sao có bình ổn. Nhiêu anh? Nhiêu. Nhưng mà nó trên cái hai kia chút xíu. Trên xíu thôi. Trên xíu sao mà chung là 52 xém 3. Dạ 52 giờ dạ. Một con hơn mình xem mua có tương tự cân đỡ lỗ. Cái này bốn 13 chốt. Nãy giờ cân 15 mã lỗ hết ký rưỡi rồi. Là cân bản cân đồng hồ hả anh? Thì đồng hồ nó nói chung là không phải gì nhưng mà nó khó lắm, tập cân nó khó lắm. Khó với lại là cái cân mua 1-2 năm rồi thì nó không được như mới. Như xài điện tử cái này nặng này 8 triệu ơ bà chứ mấy. Đúng rồi. 7.2 triệu hả? Ừ, 362 chốt. Mà ngon lành ha. Nhất là cân ban đêm không có cãi ha. Không đâu. Cái này là từng diêm luôn, từng lạng 234 luôn. Đúng rồi. Cái này là 246 thì sẽ thành giữa đập. Là cãi nhau. Là cãi nhau chứ sao vậy? Đập lùi xuống, hai đập rồi lên thì lại khó chịu. Đập thì khó đập lắm. Ờ khó đập lắm. Lửa nằm nó nằm ngay số 3 đọc sao? Ví dụ có chạy dễ thì họ đọc là 422. Dạ. Không có đọc lên cái đọc xuống. Cái đọc 424. Họ đọc lên ai đọc họ đọc xuống. 363 chốt. 320 chốt. Ba 35 chốt. Chúng ta đã vừa xem xong video clip về cân điện tử Inox D28SS chốt số để cân gà vịt anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này là hữu ích, nó mang đến cho chị nhiều cái thông điệp về dòng cân điện tử Inox chốt số để cân gà vịt, thì anh chị hãy bấm vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ kênh Cân Điện Tử Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử ạ. Và nếu như anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với cái mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân điện tử Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và giao cân nhanh nhất ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.